coi chừng vào cái năm Thìn này phải chuyện đơn giản. Mấy ông vậy thì bây giờ Thìn là tới tỵ, nha, Thìn tới tỵ tới con rắn này còn giữ nữa, nó giật quýnh quá rồi con rắn này núp như hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngúa gà bay không chuyển qua nữa. Ông nói đông tây trộn rộn, trời che sắt ú này kia nó hai trăm cỡ bển, bây giờ phải khổ nạn bỏ nhà bỏ cửa đi, không cơm không gạo không chiếu không chăn thôi quá sát rồi. Cho nên Đức Thầy mới nói là khắp thế giới cửa nhà tăng nát, cùng xóm làng thưa thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt, nghĩa là lấp đầy trở lại, rồi khắp lê thứ mới biến di thương ngại dùng phép màu lập lại thượng quân. Ông nói diệt thiên cơ khùng đã tỏ hai trai người đã thấy không, mà con thấy tỏ là sáng sáng là thấy mới nói chứ ai đâu trên này ai biết thiên cơ sao đâu nói nghe phải không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy và kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em hiện diện và kính thưa đồng đạo xa gần kính mến. Cái vé là mà bà con vô vào cái năm Thìn, nó ăn với cái chỗ là trạng tình truyền sắm cái mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê đã thấy không, chúng sanh thế giới chuyển về nữa bà con ơi, ê hề thấy phơi trăng trà gì thì bây giờ đó là cái này hết sức là nguy hiểm, thấy không, bây giờ ê thấy phơi trăng trà cho nên từ cái chỗ đó là chết, cái chuyện chết này là như thế nào. Nhưng mà Đức Thầy cũng chưa biết trước nữa đó, đây là cái loài người tàn bạo nó gây nên, cho nên ông chưa biết trước là trục kia nó chọi với đồng minh thì hai sông khô cạn nhật tinh rạn ngờ thì ngọn thủy triều nô nước sụp sôi thì bầu trái đất một phen luân chuyển đó, thấy không. Đó là hôm nay đó Đức Thầy nói sông là sông lớn chứ đâu phải tầm thường, sông là cái Ấn Độ Dương rồi cái Thái Bình Dương ấy, nó khô cạn nó sôi sụp ở đó rồi còn cái gì đó. Cho nên từ cái chỗ đó đó ông cho biết đó là sụp cù lao hoặc là nứt núi hay là nổ núi mà Đức Thầy cũng chưa biết trước đó. Mọi vị nên xét cho kỹ để rồi lo tu hiền để cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây. Là cái câu giảng của Đức Thầy là trong một giáp ăn cần suy tính, muốn làm hèn thì ráng nhịn đựng thăng. Nói vậy thì thưa với bà con, thưa với đồng đạo các nơi thì hôm nay đó chúng ta muốn tu cho kịp thời gian thì ai nói gì làm gì hay là mình bố thí gì đó thì có cực khổ gian nan gì đó thì quý vị cũng được có thăng. Tại vì trong con giáp này thì chắc có lẽ là Đức Thầy đã xác định là trong con giáp nhỏ để rồi nó chuyển động đã tới cho mình thấy hết. Đó thì hôm nay cũng nhiều anh em đồng đạo cũng bàn nó thì qua đi giáp lớn giáp nhỏ không biết mà bàn đó giờ trên là trật lắc cái trăng. Rồi mấy anh em cũng nói tháng này tháng nọ tới nhưng mà nó chưa có tới, làm cho anh em mà ta chấn động được. Có khi có anh em nói không có rồi người ta bỏ, người ta không có tu thì cái này hết sức là tiếc uổng cho những cái anh em hiểu lầm. Vậy thì hôm nay đó trong con giáp này đó quả quyết là gì, hôm nay Đức Thầy đã dạy đạo qua đi thời gian nó giống như là 80 năm cộng với cái tuổi đời của Đức Thầy thì cộng như là 100 năm là nó đã hết cái chu kỳ của ngài. Cho nên ngài có câu là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên, nghĩa là Đức Ngọc Đế mới xử phân cho chúng. Vậy thì Ngọc Hoàng muốn xử như thế nào đó thì mấy ông xem kỹ và nghe kỹ ở lời dòng của Đức Thầy đã ông chi tiết đây rồi hay Dũng chia sẻ cho bà con nghe đây đó. Vậy thì hôm nay đó ông chỉ rằng là ta dừng tay cái nghĩa là chờ đợi lệnh thiên. Thiên là trời, ông trời ông xác định, nhưng mà muốn xác định ông xứ phân gì đó thì ông hội công đồng, ông mới xem xét hẳn hòi mới sai chư tướng xuống răng trần thế đó. Ông răng là răng như thế nào đó thì quý vị biết là vào cái năm Tý nha, là vừa rồi đó thì quý vị biết đó thì cái đêm 30 đó ăn Tết chuẩn bị rồi, nhưng mà cái đêm đó đó là lại là mưa đá rồi gió lốc xét làm cho nghĩa là nhà cửa gì sập hay ta người trại nha. Rồi bà con người ta ăn Tết không yên là cũng có câu nói cái đó là rõ ràng là ách trời nắng nước thình lình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu. Mấy ông bà con thấy rõ ràng đó thì cái này đó là Đức Thầy nó diệt sẽ đến, nghĩa là đây truyền sự thật diệt biến chuyển thiên cơ rất gấp
máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay. Thì nếu thành chi như thế trên bay thì đường dinh nhục rửa mai chỉ có lát à, nè bà con thấy không? Bây giờ là mình đã chuẩn bị nha, đồ đạc là đêm 30 nên giống thầu á, rồi mình ăn Tết sáng ngày nhậu nhạc chơi là thì nó có vậy thôi từ xưa tới giờ. Nhưng mà lại là có một cái cơn lốc tới, có cơn mưa đá tới, thổi rất mạnh, lốc xoáy nhà cửa gì sập sạch đó người ta. Nhưng nghĩa là hôm nay tảng sáng lại là đóng cửa khẩu lại luôn. Nó rồi mới báo tin ở bên Trung Quốc bệnh dịch nó tấn công thì không có tròn cho nó là qua lại nữa hết. Đó vậy thì bây giờ đó là Việt Nam mình bên đây đó là mà ăn được. Bây giờ học sinh á là nghỉ học, bán số cũng nghỉ luôn, rồi nghĩa là tới công ty rồi có khi cũng đóng cửa, rồi về tới nhà của mình đây cũng vẫn đóng cửa luôn. Thì bà con thấy con qua đi thời gian trong năm tí thì cũng khiếp không. Đó vậy thì bây giờ đó hôm nay đó ông sư giải cũng nói là giáp tí thì cơ cuộc chưa có rầu. Em thấy có rầu gì không? Bước qua sổ mới khổ thôi nhiều bề. Đó, nhắc lại cho bà con nghe để nắm bắt, để nhớ lại những gì mà Đức Thầy đã giới thiệu. Thì hôm nay chúng ta xem kỹ để mà tu. Cho nên cũng câu giảng Đức Thầy nó ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Mà bà con xét không kỹ rồi đó là hết sức là khổ. Bà con bây giờ đau rồi gì hết bệnh rồi cũng không lo tu, cứ lo đi làm ăn nữa. Mà làm ăn thì không có được cái gì. Nó ra thì tôi nói cho bà con nghe, ở đây tôi nói trong dòng họ tôi đây trước đi, con cháu nó mà ngang ở bên nước Ukraine đó, nó về Việt Nam, về Việt Nam vào cái năm Sửu, rồi sang qua cái năm Dần nó là ăn Tết, thì tôi thấy nó có tiền tỷ đó, tôi lại tôi mới rủ đó, thôi mua đất rồi trong này đi, ở đâu cũng được, Châu Phú cũng được, Châu Thành cũng được, Cần Năng cũng được, ở đâu cũng được, hay vô 8.000 rồi mua cái căn nhà cất, ông bê cho tao đó, tao làm như ông từ đó, rồi bê bê sau này có về đó cũng có chỗ có nơi ở. Nó nói thôi ông ơi, nói tới ông gì mất công, để tôi đi mần 2 năm nữa đi, rồi cái tôi về đó là tôi sắm xe cộ đồ luôn, nhà cửa đã không, ai về đâu đó là nó không có nghe. Rồi tôi mình ấy nói là bệnh dịch nó tới, nó nói bệnh gì qua bệnh thuốc men người ta uống rồi nó hết bệnh, thấy không, rồi đi. Vậy thì bây giờ nó vào cái năm Sửu bà con biết đó, nghĩa là lốc, nghe không, rồi bão lục, nghe không, nó là lục trong lốc nam, rồi bão trong bão nam ở miền Trung. Thì bà con thấy rõ ràng không, ở đây là cái câu mà được tai nạn là dồn dập đó, nó chứ lũ trong lũ rồi lục trong lục, rồi bão trong bão nó có cái gì, thấy không. Nói như thì vào cái năm Sửu mà bây giờ là hôm nay thì bây giờ đó là Sửu dần này đó là đa bệnh lại còn đa binh, nào là binh trời loạn động mà nào yên, nghe là dân tình. Nó thì bây giờ ông sai chư tướng xuống răng trần thế thì ông nói là lớp đau chết kể thôi vô số đó, thì bây giờ phải chỉ bệnh con nước á, thì cái này Đức Thầy nói không đúng mà. Mà cái trận năm tí bà con thấy nhìn kỹ cái ngăn Sửu vậy thì năm Sửu là lúc bảo rồi nó thì chết rồi. Thì qua tới cái năm Dần là tôi gặp mấy đứa cháu tôi đó, rồi tôi nó bàn gì không được nên là nó ôm gói nó xách vô xách qua ly, rồi nó ăn Tết rồi nó đi qua bển nữa, nó làm ăn nó nói ông giặt giả gì đâu mà có. Ông nói gì chứ ông tù ông nói ăn hơi thì ông muốn xin tiền mình đó, thấy chưa. Ai về đó đi qua bển rồi là 5 giờ, nghĩa là sáng rồi đó là vào cái năm Dần đó. Rồi tổng thống Campuchia là phát lệnh pháo tên lửa liền qua ngay cơ sở của nó, rồi thành phố gì nó cháy, rồi giặc giả quýnh ù tới, rồi là bắt đầu nó xách vô xách nó chạy có đàn không, nó chạy về là qua cái nước gì đó, rồi nó mới yêu cầu là tàu đại sứ của Việt Nam qua rước đó là đi về đó, thấy không, nó để rước về đó là kẻ thì được người thì không, nó người thì ở bến về nó khổ đó. Cho nên hôm nay đó là ông sư giải ông kết luận với mình đây nè, ông nói là giáp tí cơ cuộc chưa có rồi rồi bước qua ất sủ khổ thôi nhiều bề, mới làm cho nhiều việc tiêu điều muôn ngàn thiên hạ chính chiều thông dôn kẻ thời kiếm mẹ kiếm con. Ông nói ruộng trâu đã hết chẳng còn muốn chi, thì cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì trời ơi. Quý vị thấy coi
là ông kêu là thấy khổ nạn của chúng sanh là ông kêu trời đó. Nó quý vị thấy coi rồi thì nghĩa là từ năm Tý, năm Sửu, năm Dần rồi năm nay bây giờ được quý vị. Nào quý vị thấy không? Chứ còn nếu mình lo đó nó như mấy đứa cháu mấy đứa là bà con cái tôi nó đi qua ngoài Umana và còn gì không? Hay tăng được con gì nữa đâu. Đó cho nên là Đức Thầy nó nói trước rồi. Nó chỉ rồi. Nó mắt nhìn ngoại quốc thập thiên. Vì bắt vô tiếng nên Mão nói hồi năm 1939 đó, ai cũng nói ổng khùng, ổng điên, ổng bệnh như thế nói đâu mà có. Thấy không? Mà bây giờ ông Phật không biết trước. Bây giờ có là màn ảnh TV rồi đó là thấu điện làm đầy đủ khoa học nó tới rồi. Mà ông nói là mắt nhìn ngoại quốc tham thê, nam ban cảnh khổ. Nó cũng kề bên tai, cái nghĩa là người ta rồi đó là tới mình. Uống này kia nó hết trơn cỡ bệnh bây giờ phải khổ nạn, bỏ nhà, bỏ cửa đi. Không cơm, không gạo, không chiếu, không văn thôi quá sát rồi. Cho nên Đức Thầy mới nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng mà thưa thớt bệnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiều nay tận diệt, nghĩa là lắp đời trở lại. Rồi khắp lê thứ mới biến di thương ngại dùng phép màu lập lại thượng quân. Ông nói diệt thiên cơ, khùng đã tỏ hai trang rồi đó, thấy không? Bà con thấy tỏ là sáng, sáng là thấy mới nói chứ ai đâu trên này ai biết thiên cơ sao đâu nói nghe, phải không? Thì bây giờ bà con mình thấy nó rõ ràng ở đó, bắt đài lên nó thấy tờ thôi quá xá rồi, Ấn Độ giờ quá khổ rồi, bắt lên là tờ ở Philippines bây giờ cũng quá khổ rồi, phải không? Vậy thì bây giờ đó là mình ở đây mình thấy ở trên là mình có Đức Thầy, mà Đức Thầy mình đã nói trước, thấy không? Mà nó có sao thì bây giờ ở trong Tý Sửu Dần mạng đã có rồi, nó hết ở trong cái chu kỳ này là 4 năm rồi đó. Nhưng bà con sau khi mà nghe được cái clip này, bà con ráng tu sao cho kịp thời gian đang có cái vé đang mà bà con vô vào cái năm thành. Nó ăn với cái chỗ là trạng tình truyền sống cái mấy lời là năm rồng, rắn, ngựa, dê, đó thấy không? Chúng sanh thế giới chuyển mình nữa bà con ơi. Ê hề thấy phơi trăng cha. Vậy thì bây giờ đó là cái này hết sức là nguy hiểm. Thấy không? Bây giờ ê thấy phơi trăng cha. Cho nên từ cái chỗ đó là chết, cái chuyện chết này là như thế nào. Nhưng mà Đức Thầy cũng chưa biết trước nữa. Đó, đây là cái loài người tàn bạo nó gây nên. Cho nên ông cho biết trước là trục kia nó chọi với đồng minh. Thì hai sông khô cạn, nhật tinh rạng ngời thì ngọn thủy triều nô nước sụt sôi thì bầu trái đất một phen luân chuyển, đó thấy không? Đó là hôm nay đó Đức Thầy nói sông là sông lớn chứ đâu phải tầm thường. Sông là cái Ấn Độ Dương, được cái Thái Bình Dương ấy, nó khô cạn, nó sôi sụt ở đó còn cái gì. Đó, cho nên từ cái chỗ đó đó ông cho biết đó là sụp cù lao hoặc là nứt núi hay là nổ núi, mà Đức Thầy cũng chưa biết trước. Đó, một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, nghĩa là quan trời xuống đi giữ người hiền lại. Cho nên ông ba cũng có câu, không? Nếu để chừng sấm nổ gian thinh rồi thì em ba tánh ăn lên nó muộn. Rồi bên đây là ông nó dở sơn tô là thấy muôn nhà tiện ngọn cả dầu trống lỏng cửa trời, người hung khó tới đổi dời hiền lương đó, thấy không? Thì bà con bây giờ chỉ có cách là nghe lời Đức Thầy, tu là mấy ông hiền rồi chứ không còn cách nào nữa đâu. Chứ nào giờ lo chạy theo cái vật chất rồi làm ăn của cải có trong mình tỷ này tỷ nọ không, cứ tính tiền tỷ mà không ai nó tính cúng lại niệm bạc vậy đó, đấy không, rồi không ai tính đi chùa vậy đó, đấy rồi giữ tiền không được rồi giờ phải trắng tay. Nói cho nên Đức Thầy nó khổ dữ thảm, ngày nay có mấy sợ mai sau dầm thấy máy bay hồn từ từ trừ tòa giang còn thiện chỉ toàn cảnh sông máu núi xương ta biết coi chừng tới đây rồi đó, khi nó xảy chuyện rồi đó nghe, tới năm thành đây coi chừng bên kia nó qua liền năm nước chặt đàn qua lộ văn dấu máu tràn thành sông thôi chứ không phải nói cái chuyện là đơn giản nha. Đó là người ta ngoài kia kìa, rồi là tới mình. Thì bà con chứng minh coi năm ngoái năm nay nó ở Nga đó, nó quýnh nước Umana đó tốn biết bao nhiêu là chi phí tiền bạc rồi người ta lại chết nữa. Thì quý vị thấy đây là loài người tàn bạo là nó gây nên không? Thì ra Đức Thầy mình đã cảnh tỉnh, Đức Thầy mình đã biết trước hay đang nói trước hay đang rồi đó. Thì ra như vậy thì Đức Thầy giới thiệu đây đó là trong 4 năm này nó đã có, thì 4 năm giữa này nó sẽ có nữa. Bởi vì tráng tin đó, ông truyền sống có mấy lời nữa. Nó là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề nghĩa là thay phơi trăng trận. Vậy thì nghĩa là Đức Thầy chi tiết từ cái giai đoạn, ông nói đó là mèo kêu, ba tánh lao sao đến rừng rồng rắn đây cũng chỉ nghe chỗ này nữa. Thì máu đào chỉnh ghê, là giặc giả nó quýnh chứ gì nữa. Thấy không? Thì nó là bây giờ mấy ông bắt cho tiếng coi phải Nga, bây giờ nó quýnh với là Umana năm ngoái năm nay, quý vị thấy cái máu đào nó đổ biết nhiêu không? Nhưng nó chết đi chứ nó không bằng là giặc trời.
tôi đây đã nói trước là giặc trời mà loạn động rồi đó, nào yên dân tình. Thì quý vị thấy không, động đất cái chết mấy chục ngàn, mấy ông khỏi chôn. Là ở là thổ Nhĩ Kỳ đó, thấy không? Nó bây giờ là nhà cửa gì sụp ở dưới rồi nó moi móc lên được nhất. Thì là báo tin báo cáo chứ mất tiêu hồn tiêu sắc mất cả. Cho nên trận này đó là cái trận là dữ dội. Nên thành ra Đức Thầy kêu gọi mình để tu không. Rồi bây giờ hay Dũng đây cũng vậy, nói cũng rủ bà con tu. Qua cái chỗ mà Đức Thầy nói là tu cầu, nó cho yên nước lại nhà, cụ quyền thất tổ diêm lo thoát hình. Là vì mình lo theo vật chất không rồi mình mất đi cái gốc đạo. Mất đi cái chữ tu của mình rồi mình không có cúng, không có cầu trăng. Mà Đức Thầy hôm nay cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ác lên đó, thấy không? Bây giờ chỉ còn cách là niệm Phật cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây. Chứ bây giờ như mình ngồi như thế này, bà con đi bằng xa đó, cái hôm mình Covid rồi làm sao mình về nhà được? Thì như vậy là nhà nước hay là công an ta mời mình lại đi khám hơi rồi thiêu mình luôn. Chỉ còn cái thố gì không? Còn gì không? Em là còn nó túng. Cho nên nó là Đức Thầy nó đợi cùng, biểu mình phải tu cho nó gấp. Mấy kịp thì nó mình trở Việt Nam coi, đặng xem bó ngọc ly kỳ năm non Phật thương bốn đạo như con. Muốn cho bốn đạo lòng phong ghi lại, mà bây giờ không có chịu ghi lại đó. Lời của ông Phật chứ bộ lời của ông Phạm sao? Lời đây là Đức Thầy nói ra là có, nó là sắc lệnh không? Nó là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Nghĩa là miệng nhích môi đầy văn tao nhã thì hạ bút thần. Nghĩa là thơ để đề khai. Ngày khai kinh, ngày rút trong các lực các kinh lòng ngộ rồi chẳng đợi nhiều kinh. Thì giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ. Ngày rời gặp ta. Nó thì giờ ngày dạy giờ không môn niệm Phật đâu làm được với ác à. Nó môi đà Phật. Nó môi đà Phật vậy đó. Chứ mấy ông thấy niệm Phật có gì khó không? Mấy ông bà con thấy khó không? Nè không? Vậy thì bây giờ ráng lúc này đó. Còn nếu ai quấn nó nhận cái chân lý là phải lập cái bàn thờ lên. Là cúng là lại. Nghe không? Nè, rồi cái là niệm Phật. Nó vậy thì có cái từ bi rồi Phật độ liền, giống như mua cái vé đặng chừng nữa nó cấm nổ vô cỡ. Nó như ông ba giới thiệu là chắc ăn, nó dở sơ tô rồi là thấy mua nhà liền ha. Ngọn cái dầu là trống lỏng cửa trời người ông khó tới rồi đó, đấu giờ hiền lương vô có nhà cửa. Còn không ở ngoài là bị nạn à. Nạn gì? Nạn là đến chừng đó là bốn phương là có giặc, nghĩa là khắp hoàn cầu này thiết thiết ta dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khó lỡ đó. Bà con thấy không? Khỏi nó có lỗi gì đó là nó phải không, nó là nhẹ nhàng mình đó. Rồi bây giờ còn nếu ở ngoài là chịu nạn này là giặc giả chạy là đói không à. Chạy chứ có ai nuôi nó ăn phải không, là không có tu giống như không có cái vé ai cho vô. Thì cũng như bây giờ tù xưa kia sắp đặt bao lâu phải chuyển xây trái đất một bầu đang lừa lọc con tiên cháu Phật, mà tối ngày mình không chịu mua cái vé tù sao có cửa vô, hay là mình lại mình không mua vé sao vô coi hát được. Nó cái ý Đức Thầy nói dụng ý là vậy đó. Thì cái nạn là giặc giả nó tới rồi, bây giờ nó mình thấy coi Đức Thầy giới thiệu vậy đó, coi có hay không này tới đây. Bây giờ nãy mèo kêu rồi, mèo kêu là bá tính lao sao rồi, đến chừng rồng rắn máu đầu chính ghê đây là giặc giả nó quýt. Nó có máu đạo chứ đừng không, mình như vậy làm gì mà có đúng á. Thấy không? Nó rồi là mèo đã hết, thì rồng bay dơ dẫn đây là khắp hoàn cầu. Nghịch lẫn cùng nhau, nghịch là nghịch mới quýt. Thì ổng khẳng định là cái chỗ là mèo luôn. Dòng tới bây giờ dẫn nó thế giới chiên thành nổ khắp bùng. Mà không biết giờ đứa con nít nó cũng biết, nó bắt lên là nó biết rồi đó. Nó coi quá xa rồi, quá xa rồi, nó nói vậy không. Tên lửa chơi đạn nào chơi đạn đấy nó kéo, nó chuyện bài nước nào cũng vậy ta không biết. Thấy không, thì nó bấm xin lục địa một cái là cái trái đất này tự nhiên nó sâu sụp ở đây. Cho nên mới là mấy sụp cù lao núi ông cấm này nổ. Nếu để chừng sắp nổ gian thinh rồi đó là ba tánh ăn năn năm muộn này chỗ này. Đâu phải nó còn sung sướng gì mà sao mới được. Thành ra bây giờ mình biết đạo đó là mình phải là nghe lời Đức Thầy lo tu hiền là mình hứa liền. Chứ bây giờ ra đường đời bây giờ nó thấy rõ ràng không? Bây giờ đi nhậu hơi rồi quậy quạng này kia nọ rồi bị lính bắt. Nhậu hơi rồi là đi mua gà đá cũng bị lính bắt. Mình nhậu hơi rồi đi cá độ đá banh, hết nhà hết cửa đợi còn gì nữa. Phải không? Nó rồi là ăn chơi thì cái này Đức Thầy cấm mình. Đưa giới lực cho mình đó là trong 8 điều đang cấm đó. Bây giờ cái điều thứ nhất là ta chứ uống rượu cờ bạc á thiện chơi bời trên đàn điếm mới giữ cho tròn lưng lý tam cường là chúng ta có giá ta vô cửa. Còn nếu chúng ta không giữ cái giới lực là chuyện này ở ngoài phải bị phạt chứ không nói nữa đó.
hồi nãy là phạt cái trận gì, cái trận là giặc giải chiến tranh, thì bây giờ mấy ông thấy bắt đài lên là Trung Quốc nó lâm le mình rồi đó, mà nó không dám quánh mình, nó bắt dò với là Campuchia nè, rồi nó bắt dò với Thái Lan, Biến Điện rồi bánh nó qua nó nắm nước lắm, cho nên Đức Thầy có câu nó qua liền nắm nước chặt đàn, qua lộ dân giáo máu tàn tình không. Thì bây giờ là ai muốn biết nó qua hay không thì tôi đọc vô hai cái câu giảng của Đức Thầy đó rồi vậy là chi tiết ra là vậy biết liền. Yeah. Mai sau này nhiều cuộc đất cày đua nhau mà chạy, lầu đài cũng xa. Mà bây giờ hỏi chứ đất cày sao chạy? Mấy ông cày thì cho chết cõi đứa ai về không phải? Đất là gì? Thổ, thổ là gì? Miếng nó qua nó rớt mình chạy không? Chạy, nó chạy mấy lần chẳng mấy chút chạy không phải đúng. Chém nó bắn mình nó là lên trên coi là còn cái gì tích đó. Thì bây giờ tới đây nè, tới đây là nguy hiểm nè. Bây giờ ông nói là cảnh trời mây mịt dẻ lăng hoàng 14 tháng 10 lại phước trăng, xem chừng địa lý quá xung trăng nè nè. Bây giờ địa lý sao xung trăng? Đức Thầy mình nói trước dụng ý. Bây giờ cái chữ địa cũng đất nè, đất thổ, thổ bây giờ là gì? Miên, miên giờ là gì mà nó xung trăng? Bây giờ Trung Quốc bơm tiền cho nó nhậu bản á, là nó chuẩn bị nó qua nó đòi đất lại. Nó quýnh Việt Nam, quýnh Việt Nam mà nó vừa hát vừa ca bên giấy đây là thầy mình biết trước là bao nhiêu năm rồi đó mà giờ tri ra nghe rõ ràng vậy. Vì vậy đất của anh là đây có tới Sài Gòn nó đòi lại, thấy không? Cho nên là cảnh trời mây mịt dẻ lăng hoàng 14 tháng 10 lại phước trăng, xem chừng biết mình xem chừng ngang địa lý nó nói vậy mà ông học sao biết. Quá xung nhân chứ không lẽ giờ mấy ông thủ mà không chạy ai cũng xúm lòm ngang đó ở trên ba chút đó ai cũng tiếc của nó rượt không chịu chạy chạy vô chùa xong nó dứt dây tại phép ấy chết bây giờ đó ông thấy lên sào đầu thi ghê chưa. Yeah. Đây đó là Thầy nói nghĩa bóng nhà mẹo rồi mình phải chi tiết ra, giờ chỉ còn cách là chúng ta tu nữa mà thôi. Bây giờ nếu mong không tu tôi đố gì mấy ông làm lợi phòng nó, bây giờ tới máy bay tôi chế đi xin lúc thấy không, bây giờ tên lửa là người ta bấm là nó bay tới mấy chục ngàn cây số rồi, người ta chế máy bay là không người lái rồi, bây giờ mấy ông làm gì lại nè, là phải chịu cách nghe lời Đức Thầy lo tu. Yeah. Có sắc lệnh mấy ông tu sao đó là trở về nội tâm tâm bình tĩnh được thì phát huệ đạo theo hơn không. Mấy ông đồng ý câu này là ráng mà lo tu đó cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây, đời cùng với con trắng mấy năm ông nay khắp trong các nước ngày hôm nay thay nằm bằng non cho nước ngoài chết trước rồi đó, cho mấy ông thấy coi có không, có thì Việt Nam nó có nào đâu. Thì chỉ tu thầy cái gì dũng ý thôi mà chỉ cho mình trước rồi rồi cái trở về chỉ về là nó không cắn nó qua liền đây nè chỗ này nè thì chết thấy không. Nó đời cùng rồi, ông nói đời cùng còn chẳng mấy năm, khắp trong các nước thay nằm bằng nó, cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con tại gia, rồi nó dương trần chứ không nói tới nay đó, không có nước nào kẻ khóc người la, nó thấy rõ ràng không? Bây giờ bắt đài lên kia bây giờ ở Trung Quốc có khóc không? Bây giờ mưa bão nước nó lũ vô nhà cửa gì đó, ở con đàn kêu vợ, đàn kêu ba ơi má ơi gì ai thấy ai? Du lịch thì nó lên đọt cây hết đó, nước nó chảy còn gì không? Tiêu tàn hết đó. Rồi bây giờ qua tới Ấn Độ, Ấn Độ thì bây giờ đó là cái bệnh gì? Cái bệnh gì bây giờ mắc đỏ nè? Đài báo tin đó là không có xuất tiện, còn gì không? Mà Đức Thầy nói trước rồi, tới đây rồi nghĩa là lớp đau chết kể tôi nghĩa là vô số rồi, mà đau nhiều chứng dị kỳ khó kể. Ở đây đó là Đức Thầy nói là sau này đó là lớp đau chết đó là kể tôi vô số rồi, đó là qua cái năm 2000 cái năm tí rồi đó. Thì như vậy là Covid-19 đó, đó có ai đếm được không? Vô số rồi. Rồi tới bây giờ tới cái vụ này nó là đau cái này nhiều chứng trị kỳ khó kể, để có ông kỹ sư nào đó hay đó lên đài kể đang cho kiến thuốc rồi đúng. Vì thì bây giờ đây là ông Phật ông biết tới đây rồi là loài người tàn bạo nên rồi là cái nạn nó khổ dữ dội sao chặt chẽ chúng ta à, cái nạn hồi nãy là mình không có tu rồi vô cửa không có được là ở ngoài phải chịu nạn khổ, rồi tới cái nạn tới nữa là gì thú dữ nó lộng hành nó. Bây giờ là ở đây lớp chạy được khắp bốn biển chứ nó liên dây quảo đang là đông dữ lắm, cho nên mình cứ vô trong được là nhà là mà có nhà mình đỡ rồi, thì Đức Thầy nó là nhà Phật con tiên rất là sao hé miệng cười đó,
giấc này mới tin Đức Thầy, tu thấy đơn giản, mày giờ vô trời ơi, có nhà có cửa ở đá, mày dầm ra ngoài mấy người không tu là chịu nản bị bắt đó nè. Là hôm nay rắn to tên gọi mãng xà trên rừng nó xuống là nó tha Dương Trần đó, thì không nên tin ai phải không? Đã đi tới đó còn đeo vàng, tới đó còn mặt cũng rồi nữa thì chảy má. Tưởng đâu ta đây đẹp lắm, như tưởng đâu tiền nhiều với nó nghe, nhưng mà là Việt kiều yếu nước rồi, nhưng mà dạng phải về tới đây là trận này là bị trận tra quá, phải không? Bởi tôi nói quý vị tu thì sau này mấy con thú này nó không ăn nữa, tu rồi đói theo rồi ốm theo nó thấy nó không ăn, mà mấy người mập mập cắn đeo vàng nhiều đó là như chát mắt nó vậy, rồi gặp là nó dứt liền, phải không? Cái tớp nó ăn no rồi cái tớp khác nữa, tới cái tớp là hổ lang ắt thú muôn bày lớp bay lớp chạy, sau này đa đoan ai mà ăn ở nghiêng ngang đoán đường nó bắt nó xét ban xét hồn bên trong rồi còn cái gì không, phải không? Vậy thì bây giờ đó là trận này đó là tới cái thời kỳ là trận này là trận trả quá nè, bây giờ Đức Thầy nó nói trước hết rồi, bây giờ nhân nào là quá đấy, nghĩa là lực nhân quả thật là câu diễn suốt cố kim chân lòng không ai. Cái thời kỳ trả quả ầm ĩ biết bao, đời xưa quả báo thì chạy, đời nay quả báo, phải không? Là một giấy nhãn tiền ra cho là mình thấy thật ai không nó thấy rõ ràng hết đó coi nữa, hỏi chứ thấy đau chết vậy mà không tu, phải không? Vậy đó mà còn lo chống bán hoài này cái này vậy đó, bây giờ cái người không được cứ mãi chống kình chứ ta đó, cứ chống kình hoài vậy rồi nói không có thì nó nói ngay rồi vòng vòng tôi cũng nhớ là con cháu tôi nữa. Rồi mình nói có khi rồi là tức nha, dạy chẳng đặng như Đức Thầy nói là lòng như lửa đốt vậy đó. Thấy tiền vậy mà khi mình nó cho mình cũng được, mình giữ cho nó hay là cho mình mở cái này không đâu, nên ôm đi rồi làm nó bắn đốn cháy mẹ nó nói con tức rồi không thấy ổn không, đây mà ôm vàng tiền qua u mà na mới cho tổng thống Nga nó bắn tên lửa vô cháy ra nó được khổ không. Nên cho nên như vậy thì bây giờ bà con của mình đi mà ăn ở phương xa ráng quý vị ơi, không phải ở xa nhà mà tu không được. Em Đức Thầy dạy là rất rõ ràng, cái niệm Phật là đi đứng nằm ngồi chẳng chấp, chứ là niệm Phật chẳng đời thời khắc, ráng lo tu niệm năng thầy cứu cho. Bây giờ đi bằng xứ nào cũng vậy, là phải ráng lo mà niệm Phật, rồi ráng tu đem được Phật vào trong tâm, cái tâm cho chuyển cho mình cái tướng mình làm hiền, năng sau này đó là Phật cứu Phật độ cho mình đã vượt qua cái nạn này. Em bây giờ nãy giờ nói vòng vòng đó là vô cửa không được là ở ngoài phải chịu nạn, rồi tới cái nạn trước này nữa là nạn gì, cái nạn là ông suy giải xuống dạy mình đó, em bấy lâu dạy chẳng nghe lời, bấy lâu nghe, bấy lâu là bây giờ hồi thờ Phật thầy Tây An, là rồi dài tới bốn sư, dài tới nghe là Đức Thầy, mà bây giờ ông ba đó mà dạy không nghe, bấy lâu dạy chẳng nghe lời để cho ác thú ở trên trời xuống á, nạn đang nhìn lửa cháy tứ dân ở trên, trên non chín động, binh chằn kéo ra, trời ơi thôi, giấc đó Dương Trần kẻ khóc người la thôi vậy, trời đất hỏi với Phật sao cứu kịp, không tu gì đâu nhớ nó lo khóc la khóc nghe. Nhưng mà tới thời kỳ là trả quả rồi chứ không còn chạy được nào nữa. Thời kỳ này bây giờ đó bà con mình là ở phương xa đâu không biết, nhưng mà bây giờ mới nhận được cái chân lý, trở về nội tâm để mà lo tu cho nó kịp với cái thời gian là sắp tới đây, chứ còn không còn nói là cái gì nữa, chứ còn Đức Thầy mình là Phật. Nó được ông giới thiệu đây rồi quý vị thấy đâu phải chuyện đơn giản. Năm nay là nó trưng bày nó bấm nút một cái là nó tiêu diệt cái đảo đó đó. Nó bấm một cái là mấy chục ngàn cái số. Nó trưng bày cho người ta phải không? Nó thiêu rụi cái quả địa cầu này là trong nó là chết nhá, nó giống như trong máy thi cơ vậy đó. Mà Đức Thầy nó diệt xảy đến đây truyền sự thật, diệt biến chuyển thiên cơ trước cấp. Như là máy thiên cơ mỗi phút, mỗi thai, nẻo thành chi như thể tên bay đường dinh dục. Thì chỉ rủi may là có lát một thôi. Coi chừng vào cái năm thìn này phải chuyện đơn giản, mấy ông vậy thì bây giờ thìn là tới tỵ, nè thìn tới tỵ tức rắn này còn dữ nữa, nó giặt quýnh quá rồi con rắn này núp như hang coi ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngọn ngúa gà bay chuyển qua nữa, ông nói đông tây trộn rộn, trời che sáng, rồi nam bắc y hề đất chở thay rồi còn gì không, chết là trộn rộn rồi à. Mình phải hiểu rõ rồi, có Đức Thầy nói cho mình đó. Thì bây giờ nó bấm hạt nhân hơi khói thôi, làm hử cái hơi làm chết rồi, mới gọi là trộn rộn gì chứ có gì đó. Nó có gì dịch tả, gà đồ nó chết đó, trộn rộn gì đó. Nhưng mình đây còn đi kiếm thuốc đủ, phải không? Thì cạo gió đồ xong hơi rồi thì nó hết. Còn như con thú cũng biết cái gì,
Nó thì bây giờ nhưng mà tới đây đó mình chịu nạn nó giống như con thú vậy đó. Ông nói đông tây trộn rộn, trời che sát, nam bắc y hề, đất trở thay nó đây không? Nó vậy thì ông ba nhấn mạnh, ông nói tới đây rồi nhân vật 10 phần hao 7-8 rồi còn gì không? Nói vậy thì bây giờ bà con làm sao các nơi nhá, trong tỉnh ngoài tỉnh, trong nước ngoài nước biết mà xem cái video này rồi cái clip này đó, ráng để mà lo trở về nội tâm tu tu. Chứ còn Đức Thầy đã nói trước hết điều của chia thì ở trong cái con giáp này, nó như hồi nãy đồng đạo hỏi đó, trong một giáp ân cần suy tính muốn làm hèn, ráng nhịn đựng than đó. Thì bây giờ bà con tu đi đừng có sợ đói, ai mà đói đi về Kiên Giang, tôi là có thể tôi vận động gạo cho anh em ăn tu. Bây giờ có thể tôi lên tôi bút và tôi cùng mở cũng gì thấy là bếp cơm không đồng đó, rồi ở giờ ở trên Ba Hòn cũng không đồng, Kiên Lương bây giờ cũng có bếp cơm không đồng, mà về Kiên Giang bây giờ cũng có 3-4 bếp dưới nữa, mà bây giờ bà con nó sắp mở nữa thì bà con thấy về Kiên Giang đói không? Nếu không đói thì về tu đó. Bây giờ tu đang coi đời, khuyên chúng sanh niệm Phật coi đời nè đó, coi là coi được Phật được trời được coi phép lạ của tiên của thánh nó theo nó, chứ còn bây giờ quý vị dạ vòng vòng hơi nên giống như con cháu tôi là không còn cắt nữa gì, không còn đồng nữa đó. Phước là phước luôn cho thầy, phước gì đó, mình niệm Phật mới có phước, thấy không? Bởi vì mình không tu cầu để cái củ quyền ông bà của mình giờ đang kẹt như địa ngục ai sinh, chứ lo chạy theo cái vật chất vậy, thấy không? Theo tiền vậy rồi có cúng cầu gì đâu, mà Đức Thầy dạy mình đó là phải tu cầu, nó phải có cái bàn thờ tu cầu cho yên nước lợi nhà, rồi củ quyền thất tổ đó. Diêm ra nhưng mới thoát hành lên, phải không? Mà bây giờ phải Đức Thầy chỉ mình cái chỗ là ở nhà mình cúng lại rồi mình niệm Phật, rồi là mình làm lành theo Phật, nên Đức Thầy dạy mình như vậy. Nên thành ra như vậy thì bây giờ mình không làm theo là mình cứ lo chạy theo cái vật chất đời hoài, nó thấy khổ không? Khổ là do đâu? Bà con mình thấy cái rõ ràng trong cái Việt Nam mình khổ là hồi năm 2010 nó khổ dài tới 2015-16 mới khổ là gì? Khổ là chạy theo tiền không? Con em mình đi mần ra Mỹ, ra Úc, ra Âu gì đó, sau khi mở cửa tự do ngoài ta về trong này ta nghỉ phát đồ này kia nọ đó 6 tháng mà đổi tiền ra còn dư, làm cho con em mình nó mê chạy theo thì ăn chơi đó. Thành ra từ chỗ đó rồi đó là nó mất đi cái gốc thiện căn, nó mất đi cái gốc ông bà, nó mất đi cái gốc đạo đó. Cho nên nó là Đức Thầy dạy cũng có câu gì thấy coi, tôi thấy đó rõ ràng nè, có câu nào là gì Đức Thầy cho biết tới sau này đó là con em mình đó là nó không nghe lời mẹ lời cha ông bà gì đó rồi, mà Đức Thầy nói rồi là Đức Thầy giải luôn cho mình rồi, mình có học cái mình biết liền, nó chê mình nên là quý vị thấy trong mấy năm đó coi người xưa nó lại khinh chê ông cha hủ bại mới u mê hơn mình, thấy không? Mình tự do trai gái kết tình đó, thì quý vị thấy hồi năm 16, 17, 18 ba năm đó không? Thôi cứ gả với nhau là nam nữ gì cứ với ông bà hình như giống như là giống chúng ta gì đất đó, thấy không? Nên ra rồi nhiễm mà đang đợi cho nên tới Covid 19 là chẳng đứng lại, bỏ gốc đơn được ai cũng có lại gì đâu, phải không? Cho nên nó là tuổi trẻ ăn học cao lên đó, về cho ông bà cái gì điện thoại thôi có biết xài gì đâu, từ dưới đó rồi nó chê mà có tiền gì đâu rồi xè tay xin nó không à, thấy không? Cho nên Đức Thầy biết trước, cho nên Đức Thầy mới nghĩa là giấy cho mình là câu đó mình biết, chứ đừng không đọc xuống xuống cũng không biết nữa, rõ ràng không? Rồi nó lên nam nữ biết ở đâu biết, rồi nó tự do có tiền cái cứ gả về cái nó nói bà má bữa đó vậy đó, cái làm đám cưới nó bà con xét coi phải đúng gì không? Đức Thầy đã nói rõ ràng con gì đó, nó ăn học cao lên rồi đi ra cứ gả mà thiệt mấy năm đó là tự do rồi làm là chấn động người ta rồi là mất gốc. Cho nên Đức Thầy thấy gì Đức Thầy nghe tay dừng tay, nó hết được rồi. Vì ở đây có cái giáo lý nè, rồi có trong đó là tám điều đăng cánh nè, nói cái điều thứ nhất là ta chén uống rượu rồi mà bây giờ con em mình đó 10 đứa như mừng nam nữ đó, ông thấy rõ ràng mấy cái năm đó phải đứa nào bây giờ uống rượu đó là mấy ông can kịp không, mà hắn nó lây truyền nhiễm luôn tới bây giờ nè, còn nữa nè, nó gặp nhau là bắt đầu rượu bia không, mà Đức Thầy đã cấm rồi đó. Mà tủ còn nhỏ không vậy đó, rồi nó uống biết rồi tới bây giờ đó còn gì không. Cho nên Đức Thầy dạy hết nghe là tay dừng tay.
chờ đợi linh thiêng Đức Ngọc Đế mới xử phong cho chúng đó, thì giác này là Ngọc Hoàng xây chư tướng thi tăng trần thế, là Đức Thầy hiện tại đó, nó đã rõ ràng vậy trang trời chứ không còn gì nữa, thế là bằng một cái thực tế. Nó cho nên bà con mình có nghèo nàn khổ đi từ bằng xa thì dù cỡ nào đi chăng nó cũng phải trở về cái nội tạng để mà lộ tu, chứ bằng không là lục bảo hôm gài mà ông thấy điều trời trang trời được quá khổ rồi. Rồi bây giờ đây là tới đây này nha, cái mùa này đó là cái mùa thu, rồi sang mùa đông đây hay là coi chừng khó khăn nữa, vì nó còn mấy tháng nữa mới hết cái chu kỳ là trong cái năm mẹo này, mà năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo này là như tơ, cuối cùng đang trời rồi bà con mình thấy coi có ý gì không. Bây giờ mà ngăn gì đó mong lên là trên Kiên Lương coi quán, bây giờ cái quán của người ta bán nào giờ ngon lành, mai về giờ nổi lên nó bán quán từ thiện mà ta làm mặn ta bán nữa, thì mong thấy cái này mặn gì đó không. Rồi bây giờ công ty thì bây giờ đó mà ngăn bán đồ không chạy nó, rồi bây giờ con em phải trở về quê nó, rồi bây giờ đi biển thì xăng dầu lên giá, chạy xe thì nó là xăng dầu lên giá mà ăn cũng không được, khó khăn. Cho nên nó là phải nói Đức Thầy nói là cái năm mẹo này là ráng làm sao đi vượt qua đang vô trong 40 năm vượt đó, chứ để bằng không là nó nguy hiểm lắm. Mình có đủ chứng như là có cái mua cái vé vậy đó đang mình vô đó. Mà bây giờ thấy tu chừng nào là phải không chừng này, chứ bằng không là nguy hiểm. Chứ trận này đó ông cho biết cái châu Âu châu Á này đó là dữ dội rồi, vì khi mà giặc nó quấn tới rồi là Âu Á này lung tung nhuộm máu đầu khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, rồi để nước tới chân mới nhảy đùng ác quá lọt ở ngoài sau, chẳng gặp xuồng ghe chứng mới rầu làm sao lo liệu tu cho kịp, thì bập bẹ Nam Mô cũng nhau cầu, thấy không? Mà bây giờ nó không tu rồi đợi nước tới chân mới nhảy cái rầm xuống rồi cái đâu niệm Phật cũng như niệm chơi với chứ cũng chết à, phải không? Cũng như mình giờ không tu nữa, đau làm sao lại nhà thương phải về chứ tu tu. Phải không? Nó là đợi nó tương cấm nổ phải về chứ tu. Là tu hết kẹp rồi đó. Thì vậy thì hôm nay đó là chúng ta còn cơ hội may duyên nó là của Phật A Di Đà để giết mình kỳ xá tội, nay còn một lúc, chứ đừng mình đừng cứ nghĩ rằng mình làm ác rồi đó giờ tu không kẹp, không phải vậy. Cái này là cái tha lực. Cái tha lực của Phật A Di Đà. Nó cho nên là kỳ xá tội nay còn một lúc. Sao chẳng tu đang có hưởng nhờ, là vì nuôi ông cấm còn, chúng ta còn cu kẹp, thấy không? Chứ còn bây giờ đâu vị thấy rõ ràng trong ba cái chữ E này, thẳng nhất là cái thân của chúng ta đó, nghĩa là coi rồi là thân mình phải tự trị, chẳng độ xong là Phật khó rất nhiều. Rồi việc tu thân thiện tính hơn hà chừng qua đến E cho khó tránh, phải không? Nó bây giờ mình đau mình chết rồi sao tu, phải không? Là mình chết rồi sao được? Rồi Đức Thầy mới dí tới cái núi, nếu để chừng sấm nổ gian thinh E ba tánh ăn năn đã muộn, thấy không? Ăn năn hết kẹp rồi làm sao? Rồi nhưng mà tới đây là làm vật chất nha, cái câu này là cái câu mà Đức Thầy đã giải bài luôn cho mình. Ông nói nhưng ngặt nổi khang dầu E hết điện, rồi giác này mấy ông làm sao nè? Là giác này Đức Thầy mới thu ngũ hành chấn động cho cả là thế giới, nó vô nó lâm lên nó quýnh dưỡng nam mình, thấy không? Cho nên nó cấm nổ rồi ngày về thu ngũ hành ra trăng trời mới có câu là nhưng ngặt nổi khang dầu E hết điện, chứ E là bất ngờ. Cho nên nó đem vũ khí tối tân này kia vô nó quýnh mình, thấy không? Nhưng ngược lại Đức Thầy là Phật, nên nó thu trăng trời rồi nó mới kêu trời, trời ơi sao ó biến bay, cá kia biến lội tại ai xe ngừng, súng sao biến nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngắn ngơ trăng đó, thấy không? Tới chư ban mà thập bát nó vô ngập ngừng ngắn ngơ trăng rồi, giác đó thôi cái người tu mình đang là nó quý lắm. Bây sau này người tu gì có bất động, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn, thấy không? Bị vậy không có chết trên đời, còn người ta ăn ta không có tu rồi thôi ta chết thì bị cái nạn nguyên tử nè. Còn mình người đạo là thôi, dân này là Đức Thầy tu ngũ hành đang là đạo là bắt đầu mình hưởng. Nó thành ra là ở ngoài nó vô nó mới cống cho mình rồi này kia nọ, sau này Việt Nam mình là như thế cái đầu vậy đó, nước ngoài nó cống gì cho mình nó hưởng như vậy. Cho nên Thầy đã nói trước tôi rồi, ai tin Thầy thì bây giờ về phải lập tức tu liền, chứ không có nói đợi ngày mới ngày mốt gì đó, thì đây cũng mà tu cho nó gấp mấy là kịp thì. Thì bây giờ mấy ông thấy ngang cái clip này là được chưa ngang, chứ giờ nó hàng tiếng rồi. Thì bây giờ đó bà con của mình ráng ngang, dù có đi phương xa quê hương ngoạn gì đó mà lỡ có thất bại gì đó, xem clip này nè mấy ông về nghe chi gian gặp Hải Dũng chấp chết kiếm chỗ tu, gạo tôi lo cho ăn tu đó, bà con có đồng ý thì về ngang.
chứ nguy hiểm lắm á. Chứ thời kỳ này là nó mỏng lắm rồi đó, thấy không, nó mỏng lắm rồi đó. Nó bây giờ chia sẻ gì nữa, giờ cũng trên dưới nửa tiếng hả? Dạ. À, nửa tiếng đồng hồ. Nãy vậy thì bà con mình thấy là cho kỹ nghe nè, kia giao nhà đó tôi ngồi đây là nước nó lên rồi là không biết sao nữa quý vị. Là cái này là khó chịu lắm rồi đó nghe không. Thôi bây giờ vậy thì trước khi hay Dũng mà chia sẻ với quý vị, bây giờ trên dưới cũng 30 phút thì không biết nói sâu hơn những cái công tận tình của quý vị là quay tới bút này thì chia sẻ bà con có coi clip này để nghe, thì hay Dũng không quên nguyện trầm quan tam bảo và mười phương chư Phật và quan linh tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơ thần chư vị năm non bảy núi cả mướn chứng minh cho toàn thể quý vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả.